Chào mừng các em học sinh đến với tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là tiết 45, chủ đề 12, định dạng ký tự trong văn bản. Nội dung của bài gồm các nội dung sau: 1. Thế nào là định dạng ký tự? 2. Định dạng ký tự bằng nút lệnh. 3. Định dạng ký tự bằng học thoại. Trước khi đi vào nội dung chính của bài, chúng ta khởi động bằng một bài tập các em nhé. Các em hãy quan sát hai văn bản sau đây. Văn bản thứ nhất là một văn bản chưa được định dạng. Văn bản thứ hai là một văn bản đã được định dạng. Theo em, văn bản nào trình bày đẹp mắt hơn? Khi quan sát hai văn bản này, rõ ràng chúng ta thấy văn bản thứ hai, văn bản đã được định dạng, trình bày đẹp mắt hơn. Ở cái văn bản này thì nó đã được là định dạng ký tự và định dạng đoạn văn. Như vậy thì định dạng ký tự là gì? Định dạng đoạn văn là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài học hôm nay và bài học tiếp theo các em nhé. Ở tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em cách định dạng ký tự bằng cách sử dụng các cái nút lệnh. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu định dạng ký tự và cách định dạng ký tự thì chúng ta sẽ tiếp cận với khái niệm định dạng văn bản trước các em nhé. Định dạng văn bản, khái niệm. Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần trong văn bản. Về mục đích của định dạng văn bản là giúp chúng ta có một cái trang văn bản đẹp, dễ đọc và dễ ghi nhớ. Thông thường, người ta chia định dạng văn bản ra thành 3 loại, đó là định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang văn bản. Các em xem lại sơ đồ các em nhé. Định dạng văn bản gồm có 3 loại: định dạng ký tự, định dạng đoạn văn, định dạng trang văn bản. Thì khi chúng ta sử dụng Word để định dạng văn bản thì Word sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ định dạng ở thể lệnh hơn. Và trong đó có các cái công cụ phổ biến, đó là nhóm lệnh phong thì chứa các cái nút lệnh định dạng ký tự. Bên đây là nhóm lệnh paragraph chứa các nút lệnh định dạng đoạn văn. Chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là định dạng ký tự và cách định dạng ký tự bằng nút lệnh như thế nào. Khái niệm. Định dạng ký tự là thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc của các ký tự trong văn bản. Các em viết lại cái khái niệm này các em nhé. Và định dạng ký tự thường có 4 loại. Đó chính là định dạng phông chữ, định dạng cỡ chữ, kiểu chữ và màu sắc chữ. Như vậy thì các em xem các ví dụ định dạng phông chữ. Ở đây là chúng ta có ba từ thủ đô với ba cái phông chữ khác nhau. Còn cỡ chữ thì đó chính là kích cỡ của ký tự. Ở đây chúng ta cũng có ba từ thủ đô với là ba cái kích cỡ chữ khác nhau, từ chữ bé đến chữ lớn. Còn kiểu chữ thì thường có ba kiểu chữ, đó là kiểu chữ đậm, kiểu chữ nghiêng và kiểu chữ gạch chân. Về màu sắc chữ thì các em cũng thấy là ở đây là ba từ thủ đô được định dạng với ba màu khác nhau: màu xanh, màu tím và màu đỏ. Như vậy thì cách định dạng ký tự như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo. Khi chúng ta định dạng ký tự thì chúng ta sẽ định dạng bằng nút lệnh và định dạng bằng học thoại. Thì cô sẽ hướng dẫn các em cách định dạng bằng nút lệnh trước ha. Bước 1, các em sẽ chọn phần văn bản cần định dạng. Bước 2, các em vào thể lệnh home, nhóm lệnh phong. Và bước 3, các em nhấp chọn các nút lệnh tương ứng trong nhóm lệnh phong. Các nút lệnh này như thế nào? Cô mời các em quan sát hình ảnh. Đây chính là nút lệnh phong dùng để định dạng phông chữ. Đây chính là nút lệnh phong style dùng để định dạng cỡ chữ. Và đây chính là các cái nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ. Nút lệnh thứ nhất là định dạng kiểu chữ đậm, nút lệnh thứ hai là định dạng kiểu chữ nghiêng, và nút lệnh thứ ba là định dạng kiểu chữ gạch chân. Còn đây chính là nút lệnh định dạng màu chữ. Như vậy thì để định dạng văn bản bằng cách sử dụng các nút lệnh như thế nào thì cô sẽ thực hiện cái thao tác này. Cô mời các em quan sát trên phần mềm soạn thảo văn bản các em nhé. Rồi giả sử cô sẽ định dạng
bài tre xanh này cho giống như là trên hình mà các em vừa quan sát. Đầu tiên, bước 1 cô sẽ chọn phần văn bản rồi mình nhìn. Rồi cô sẽ chọn hai từ tre xanh. Rồi cô sẽ phóng to cỡ chữ lên, cô sẽ chọn cỡ chữ to hơn. Rồi, sau đó cô đổi màu chữ. Rồi, cô chọn phông chữ. Rồi, vừa rồi thì cô đã định dạng phông chữ, cỡ chữ và màu chữ cho cái tiêu đề tre xanh. Rồi, còn nội dung của bài thơ bên dưới thì cô sẽ đổi màu chữ nha. Cô sẽ chọn phần văn bản, phần định dạng. Rồi bước 2 cô sẽ nháy vào nút lệnh định dạng màu chữ. Rồi cô sẽ chọn màu. Rồi khi định dạng xong các em nháy chữ ra ngoài nha. Ngoài ra thì để giống như là trong hình mà các em quan sát ở trên cái phần khởi động thì chúng ta có thể là chúng ta định dạng đoạn văn. Thì ở đây định dạng đoạn văn chúng ta chưa học nha, nhưng mà cô cũng có thể thực hiện thao tác này cho các em xem. Rồi cô căng giữa nhé, cô định căng giữa. Rồi. Rồi các em lưu ý một điều, các em nhớ rằng khi chúng ta cần định dạng bất kỳ cái phần văn bản nào thì bước đầu tiên là các em phải chọn phần văn bản, chọn phần văn bản trước nha. Rồi nếu như chúng ta không chọn phần văn bản đó, chúng ta sẽ không định dạng được cho cái phần văn bản đó. Các em lưu ý một điều nha. Rồi chúng ta trở lại bài, thì chúng ta ghi bài lại nha. Bây giờ chúng ta áp dụng, chúng ta làm bài tập vận dụng nhanh nhé các em. Rồi các em hãy quan sát hình bên phải và điền vào khung trống tên và chức năng của nút lệnh để đóng khung. Rồi em có thể thực hiện trên máy tính và sử dụng WinStep để điền chính xác kết quả. Như vậy thì đối với cái trường hợp mà em nào có máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính. Còn em nào không có máy tính thì chúng ta hãy điền trực tiếp, dùng bút chì điền trực tiếp lên cái quyển sách của mình nhé các em. Rồi thì cô cũng hướng dẫn cho các em luôn, khi mà chúng ta đưa con trỏ chuột vào những nút lệnh đó thì tên của nút lệnh sẽ hiển thị lên ha. Nút lệnh thứ nhất, đây là nút lệnh đổi phông chữ có tên là phông. Nút lệnh thứ hai là nút lệnh đổi cỡ chữ có tên là phông size. Nút lệnh thứ ba, đây là nút lệnh dùng để in đậm chữ. Và đây là nút lệnh dùng để đổi màu chữ, font color. Rồi chúng ta làm cái bài tập tình huống này các em nhé. Bạn An mở Word và gõ dòng chữ điểm đẹp vào máy tính với phông chữ Caligraphy kích thước 11 màu đen văn bản 1. Bạn An muốn thay đổi định dạng dòng chữ này thành phông chữ Verana màu đỏ in đậm và phóng to kích cỡ chữ 15 văn bản 2. Như vậy thì em hãy đề xuất các cái bước giúp An giải quyết tình huống đặt ra. Như vậy thì để thực hiện cái tình huống giúp bạn An định dạng văn bản 1 thành văn bản 2 thì trước hết thì chúng ta cũng cần phải là chọn phần văn bản và định dạng, tức là chúng ta chọn hai từ điểm đẹp. Rồi sau đó chúng ta nháy lần lượt vào nút lệnh đổi phông chữ, rồi nút lệnh đổi cỡ chữ và nút lệnh đổi màu chữ. Hai chúng ta sẽ nháy vào sử dụng ba nút lệnh cô vừa nêu đó để định dạng văn bản 1 thành văn bản 2. Phông chữ thì chúng ta nháy vào cái mũi tên thì nó sẽ ra là rất là nhiều phông chữ cho chúng ta lựa chọn. Còn kích cỡ chữ thì chúng ta sẽ nháy vào cái mũi tên bên cạnh cái nút lệnh là đổi cỡ chữ, thì chúng ta sẽ chọn cỡ chữ thích hợp cho cái văn bản này. Và tương tự như vậy thì nút lệnh đổi màu chữ chúng ta sẽ nháy vào cái mũi tên để đổi màu chữ, chúng ta sẽ nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh đổi màu chữ ha. Thì đây chính là các bước các em quan sát. Bước 1 chúng ta sẽ chọn phần văn bản là định dạng. Thứ hai là chúng ta sẽ vào thể lệnh home. Và bước 3 chúng ta sẽ chọn nhóm làm phông.
Do đó chúng ta chọn lần lượt các mức lệnh là không, không sai và mức lệnh con. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập củng cố với em nha. Câu 1, định dạng ký tự gồm A. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, hình ảnh. B. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc. C. Phông chữ, cỡ chữ, hình ảnh. D. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ. À, đáp án của chúng ta là B các em nhé. Thì các em hãy ghi lại cái bài tập này để các em xem lại ha. Câu 2, mức lệnh nào định dạng màu chữ? Đây là bốn cái nút, bốn cái mức lệnh mà chúng ta đã học rồi. Mức lệnh định dạng phông chữ là mức lệnh A nè, mức lệnh B là mức lệnh định dạng cỡ chữ, và mức lệnh ở cái câu C là mức lệnh định dạng kiểu chữ, đoạn, nghiêng và gạch chân, và cuối cùng mức lệnh ở câu D là mức lệnh định dạng màu chữ. Đáp án của chúng ta là D. Rồi câu 3, mức lệnh nào định dạng kiểu chữ? Thì vừa rồi cô đã nói, cô đã giải thích với các em rồi đó, thì mức lệnh định dạng kiểu chữ đó chính là mức lệnh C, kiểu chữ đoạn nghiêng gạch chân. Rồi về nhà, các em học thuộc bài ở nhà, xem trước các cái bài tập trải nghiệm 1 hay 3 ở sách giáo khoa trang 28 và 29. Xem trước nội dung còn lại của bài và định dạng ký tự bằng mật khẩu các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào các em.